Năng lượng mặt trời nha mọi người. Ở đây là cái bình, đây là cái chân, ở đây là cái cột chân không tụ nhiệt. Bình này thì của mình nha mọi người. Nó nóng năng lượng mặt trời, bình minh. Cái bản này là cái bản bình minh nhưng mà không phải là bình minh, mà hôm mình lấy phiên bản của nhà cung cấp khác nha mọi người. Cũng là hàng chính hãng thôi, cũng bảo hành 7 năm. Đó. Còn bình phụ sẽ xài cho nước sạch. Củ sen. Củ sen là xài nóng mạnh. Đó. Đây là củ sen. Còn đây là ống, ống này là ống nhiệt, ống đen, ống chịu nắng nha mọi người. Cái nắp bộ này ở trên đây, căn nhà này. Nhà này dạng nhà cấp 4 rồi, nhưng mà nó rất là cao nha mọi người. Máy sẽ để trên cái phần mà máy tôn nó xài nước sạch đẩy lên. Bình này là bình 160 nha mọi người. Đây. 15 là 15 ống, 34. Ống đường kính là 58, dài 1m8 nha mọi người. Cho nên là máy này sẽ là 160. Ống chân không và bình hai giỏ đồ dây điện và bình phụ sẽ kéo hết lên trên đây nha mọi người. Thang này của mình là tổng là thang này là 5m3 này. 5m3 và tới trên đây là vị trí là hiện tại đây lên tới đúng bên trên kia là 6m3 nha mọi người. Còn thiếu đúng hơn 1m nữa. Là 6m rưỡi. Là từ mặt đất lên tới đây là 6m rưỡi. Đó là thang mình hết cỡ rồi đó. Liston. Ok, hiện tại là đây là cái bộ phụ kiện của nó nha mọi người. Đây là phụ kiện giá đỡ. Chân này thì chất liệu nó cao cấp hơn là cái chân inox mọi người. Chân inox ấy là thứ nhất ấy nó rất là sắc. Đó, thứ hai là cái chân inox ấy nó rất là cái dạng chân inox ấy nó giá thành nó rẻ hơn so với chân nhôm, nhôm này nó nhôm đúc mọi người. Nhôm nha mọi người. Nhôm luôn. Nhôm hoàn toàn hết luôn nha mọi người. Có một số cái thì nó bằng dạng kén tinh điện đây. Phần giá đỡ này nó bắt buộc phải là kén tinh điện để chịu lực. Này. Và mấy cái phần giá đỡ ở dưới đáy chân ốc của inox mọi người, như một bộ là còn cái chân của nó sẽ như vậy mọi người. Bây giờ mình sẽ kết nối cái này thành một cái chân hoàn chỉnh nằm trên máy tôn. Chân này thì có hai dạng nha mọi người, một là mọi người lắp sát đất để gắn cho máy dốc, hai là mình lắp theo chiều hơn 1m để gắn chiều thẳng đứng. Chiều thẳng đứng mình sẽ để cao, còn chiều dốc mình sẽ để thấp. Rồi, hiện tại là mình đã hoàn thành cái phần chân này rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ bắn để kết. Đây là quá trình mình che nắng để cho nó không bị nắng nha mọi người. Đây là cái chân nhôm, coi lại toàn bộ. Đây là cái chân nhôm chỉ khi ráp hoàn thiện nó sẽ như vậy nha mọi người. Đó, nguyên một hộp của nó thì nó nằm thẳng như vậy. Đấy, còn khi mà ráp theo dạng mái bình thường hoặc mái hơi dốc ấy, thì nó sẽ nguyên một bộ cao lên như vậy. Này tầm khoảng cỡ 1m nha mọi người. Rồi, bắn đi. Đây là dạng máy mini. Siết ốc cho mọi người. Quá trình thay vì mọi người siết bằng tay rất là lâu thì mọi người siết bằng máy. Rất là nhanh, không có phải mất công siết bằng cờ lê siết mỏi tay lắm. Nó sẽ nằm ở đây. Đây là cái phần bình, bình là bình của Bình Minh nha mọi người. Logo của Bình Minh nha mọi người. Logo của Bình Minh. Đây cũng logo dập lửa của Bình Minh luôn. Bình Minh nha mọi người. Chung là cái logo là nhìn đẹp, tức là mình thấy đẹp nhất trong hiện các cái sản phẩm mình như đắp và Ariston, nó mốc cực kỳ đẹp luôn.
lỗ thì 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 15 lỗ nha. Này nó xài phi 58 nha mọi người, cái thông thường dài 1m8. Đây là cái thùng ống, nguyên một thùng 15 ống luôn. Bên kia nó canh canh rồi. Cân là 1 cân, đúng 2 bố. Nhìn thế nào 1 cân bố. Rồi, bình này thì đó, nó sẽ nằm ở trên đây như vậy. Nó sẽ kết nối thông qua bởi 4 con ốc đáy nha mọi người. Đây sẽ có 2 con ốc đáy này. Trên đây cũng thế thôi, 2 con ốc đáy. Thế mà máy thì nó diện tích của nó sẽ rộng một tầm cỡ 1m rưỡi. Chiều rộng là 1m rưỡi, chiều dài là 2m nha mọi người. Chân thì chân vào bình chiều cao được khoảng tầm 1m rưỡi. Cho nên là khi mọi người lắp đặt, mọi người bơm nước xài sử dụng ok rồi ấy, theo thời gian ấy là 100% là hệ này không bao giờ có chuyện lật hoặc là bị bay hoặc là bị thổi nha mọi người. Kể cả bão bồn chẳng hạn, như bồn nước ấy, mọi người lắp cao như kia có dấu hiệu có thể bị thổi lật hay thổi nghiêng, nhưng dòng này thì chưa bao giờ bị nha mọi người. Đây là cái biểu tượng của nó. Đây, từ thường đường cấp thì nó sẽ nằm ở dưới, đường ra nước sẽ nằm ở trên, bởi vì mặc định của cái hệ sử dụng nước nóng ấy, nước nóng sẽ bốc hơi lên trên bề mặt của cái phần bình. Khi mọi người xài lâu ấy, thì nước nó ít ấy, nó chỉ còn trên bề mặt thôi. Mà khi mọi người không xài ấy, mà nó cứ ngày nào còn khác nóng ấy, nó sẽ dần dần nó sẽ nóng hết từ trên xuống dưới thôi, tức là dưới đây cũng nóng. Đó. Còn mấy cái xài hàng ngày ấy, thì phần trên này thì nó nóng rồi, còn phần dưới này nó nguội. Đó. Tăng hết cỡ luôn. Nhưng mà nếu mà nó chạy mát xuất là kêu như kiểu máy bay hạ cánh đấy nhá. Đây là bình phổ nha mọi người, bình này thì 20 lít. Đây, bình phổ này thì nó có nhiều loại lắm, 20, 50. Bình ngoài chân này và bình ngoài giá đỡ. Thì cho mọi người hay để ý sơn hà nó sẽ có một dạng bình 60 lít, giá đỡ nó có một cái đai hình số 8, dạng đó cực kỳ chắc chắn, cực kỳ an toàn, không bao giờ sợ bị trượt. Còn những cái dạng này thì nó xài cái sợi này mọi người lắp đặt thì cẩn thận, bởi vì nó rất là hay xước vào tay. Đây là cái phao cơ, trong này là cái phao cơ của nó nha mọi người. Phao này nhìn đơn giản thôi nhưng đóng cực kỳ ngon nha mọi người, đóng nhẹ tênh luôn, nhấc lên hà xuống ấy rất nhẹ luôn. Nước áp mạnh cỡ nào cho nó chỉ cần hơi nhấc lên một tí là nó đã dừng xong rồi. Nó không có dạng nặng như cái dạng phao đồng thau hay thau đấy, uống thế nào hết. Độ là 50 độ. Đó. Đây là cái phần bình phủ của nó cho mọi người, nó sẽ nằm lên như vậy. Đây còn đường này là đường cấp nước sạch chính từ dưới nhà qua đồng hồ cấp thẳng qua đây. Thông qua một cái phao inox nằm trong đây nha mọi người. Đường ra sẽ truyền xuống phần đáy. Đây sẽ có một cái van áp một chiều này để khi mà nước nó không có bị dội ngược về lại đây. Còn thằng này thì thằng này và thằng bên kia thì mọi người sẽ xài thuốc cổ tương ứng. Thằng này thường chắc là ống hơi, thằng bên kia sẽ là đường nước xuống dưới nhà. Đó. Còn đây là cái đường nước ra và đây là đường rô, thì hạn chế không nên làm gần nhau, vì làm gần nhau thì khi nước xuống nó sẽ hút theo cái phần nước lạnh, cho nên là thường thường người ta sẽ làm đường ra là xa hơn. Đó. Còn mình phụ này sẽ đi cấp nước như vậy. Bình này thì nó sẽ duy trì liên tục 20 lít nha mọi người. Nếu mà mọi người xài bình lớn hơn thì nó sẽ duy trì được lớn hơn. Còn trường hợp nếu mà nước dưới nhà mà mất nước ấy, là bình này cũng mất theo luôn. Này là ống nhiệt PPR nha mọi người, ống này chịu nhiệt 1000 độ. Còn đây là máy hàn, cắm điện là nóng trong vòng 3 giây. Máy này thì không dán được keo nha mọi người, máy này bắt buộc phải dán bằng máy này nó sẽ thổi cái nhiệt. Biết tại sao lại hàn ngược lạnh như này không? Thì nó chết. Thường em hàn là hàn dưới trước, nhưng hàn trên trước. Ống này thì ống UV chịu nắng nha mọi người. Ống hiện tại trên thị trường nó sẽ có ống đen là tốt nhất, sau đó tới là ống Bình Minh. Đây là ống Bình Minh này, nó sẽ màu xanh như vậy. Nó sẽ có một cái logo Bình Minh hay là thương hiệu Bình Minh ở trên cái phần ống một cây 4m này luôn. Đó. Là một dạng ống nữa là một dạng ống màu trắng. Đây. Trắng như cái màu này nha mọi người, Tiền Phong chẳng hạn đấy. Đó. Và một loại màu trắng nữa thành trắng sữa luôn, trắng như cái nắp của hộp keo này luôn. Đó. Và một loại màu xanh của Đại Thành. Đây, cái xanh này là của Đại Thành này. Màu xanh ở giữa này chắc là của Đại Thành nha mọi người. Ở trên thị trường nó có 4-5 loại ống như vậy. Ống thì nó phân thành hai dạng ống,
một dạng ống nóng và một dạng ống lạnh. Ống nóng thì nó dày, ống lạnh thì nó mỏng. Mọi người, đây là ống nóng này. Nó rất là mỏng thôi, ống lạnh nó mỏng một nửa của cái ống này nha mọi người. Nó cũng là chất liệu nhưng mà nó mỏng hơn một nửa. Có bảo tay không á? Đừng có tay em, chỉ sợ tay ăn. Mát hàn ngược lại như khổ ấy. Hàn xuôi ngon hơn. Mà tí nó chết đéo hàn được. Hàn gì ăn? Thả lá, thả đấy. Thả đấy á. Hơi cong vào kìa, hơi cong vào kìa. Chưa? Ờ đúng. Bởi vì là lúc ấy úp rồi đó. Này thì khi mà hàn xong ấy thì trong khoảng cỡ 10 giây là nó sẽ nóng luôn nha mọi người. Và quy tắc của thằng này ấy, hàn xong chỉ được phép nhả ra trong khoảng 5 giây đổ lại, nó không được phép hơn, để lâu quá đấy. Cắm rồi nó sẽ không còn dính nữa. Và bắt buộc khi hàn phải khô, bởi vì nó chỉ có một giọt nước thôi là cái chỗ đó sẽ không bao giờ dính được. Này nó không giống như dán keo. Khi mà người dán keo thì mọi người nhiều khi cái rò nước của cái ống bình minh ấy, mọi người có thể dán cố được, nhưng hệ này bắt buộc phải khô. Một giọt cũng không được chảy. Quy tắc của nó là như vậy nha mọi người. Đúng không? Mình đấu xong cái hệ thống nước của bình phụ rồi nha mọi người. Đây. Cái thằng từ đây nó sẽ là cái đường ống nước sạch cấp lên cho mọi người, ống 21. Đó, nó đi một cái đường thẳng lên tới đây. Vòng vào thân bình, đây, trong đây là bình phụ, những cái ống mở nước ấy không ạ? Đó, đây là bình phụ. Đường xuống, ống hơi. Xuống, đi qua van một chiều. Ống hơi nha mọi người, hai ống hơi. Đây là đường xuống, có van một chiều luôn. Tại bởi vì cái đường xuống này này là dạng dạng xả nước sạch ấy, nó sẽ bị đẩy ngược lên đây, cho nên nó bất ổn, cắm một chiều xuống nha mọi người. Cắm trước đây nha mọi người. Đó. Ống nó sẽ nhả như vậy nha mọi người. Giờ mình sẽ chuyển sang cái phương án nhét ống này. Còn mình chuyển cái cùng. Cùng ống này thì hệ ống đen nha mọi người. Mỗi tầng sẽ là 5 ống, tổng 15 ống. Sẽ kết nối vào bằng cái 15 lỗ này nha mọi người. Đó, giờ mình sẽ kết nối cái ống thủy tinh này vô thẳng đây luôn. We'll be right back.
bố bảo hôm nay chú có việc làm nên bố bắt cho đi cắp máy. Toàn bộ quá trình gắn ống nha mọi người. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ống nha mọi người. Sẽ kết nối trực tiếp vào cái phần bình như vậy. Và cái ống này nó sẽ được dưới vật qua cái trong này. Trong này nó dưới này nó biết như vậy á. Vai trò của nó để cho làm cho khi mọi người xài lâu ấy, mưa nó không có bị hắt nước vào trong bình, làm ướt các cái phần bên trong, nó sẽ bị giảm nhiệt độ nha mọi người. Trên này thì mình xong rồi, giờ mình chỉ bắt đầu hoàn thiện xuống phần dưới thôi. Ở đây nước sẽ có cao tự hắt cho mình nhé. Giờ này là cái đường xuống của nó nha mọi người. Sẽ đi nằm sau cái phần này, thông trực tiếp vào trong nhà thôi. Củ sen mình sẽ gắn tại cái chỗ này luôn. Đó, nước lạnh thì mình sẽ lấy trực tiếp từ cái phần bên này nó, còn bên nóng thì đục từ phần ngoài vô. Đấy, đục từ phần ngoài vô. Đây là cái thiết bị củ sen. Tay sen nha mọi người, dây cấp tay sen và cái giá đỡ. Đây là củ sen nha mọi người. Củ này là bằng đồng thau, thương hiệu XTP Pro nha mọi người. Củ sen này có hai dạng, một là dạng inox, hai là dạng đồng thau inox ạ. Inox thì nhìn nó sẽ mịn và mờ. Đó, đồng thau thì nó sẽ bóng và sáng nha mọi người. Đó, đây. Rất là nặng luôn. Hai cái lỗ là sẽ tương ứng với hai cái lỗ đường cấp, một bên nóng một bên lạnh. Nói chung mọi người xài nóng lạnh đều được, nhưng quy tắc của nó sẽ là trái nóng phải lạnh. Đó. Này nó hai cái cục kết nối cho mọi người. Kết nối vào cái phần này để mọi người có thể chỉnh được khi mà cái ống nó có cái độ trễ. Đây. Đó, hai cái cục này nó sẽ nằm ở đây. Hai cái này là hai cái nắp chụp. Và ron để tránh có nước. Cái đó là nó sẽ ngược với chú nhá. Cái bên trái sẽ là lạnh. Cái bên phải sẽ là nóng. Cái bên đó là làm này, bên này sẽ nóng. Chứ đúng thì đang là bên này phải không? Nếu mà chỗ nào có bên đó thì cái củ sen nó sẽ tụt vào bên trong, nó sẽ hướng tới cái chỗ mà ba bên chỗ để đồ kia. Cái này nó chặt quá. Đúng rồi. Cho nên là sẽ để qua bên đó cho chú. Thành ra là nóng bên này. Thực ra cái trục này thì nó nóng này như nhau thôi. Chú đổi bên cũng được nhưng nó bị ngược giống như kiểu đây. Đây biểu tượng này nó hot là nóng này, C cool là lạnh này. Đó, nhưng mà tại vì là hai cái này nó cũng là nó trung hợp kim hết, nó đều chịu được hết nhưng mà nó ngược lối thôi. Tại vì nếu mà con gắn sang đây cái cục này nó chạm vào đây luôn. Nó thành ra để qua đây thôi. Thì đã mở cái ra một cái là được, ở dưới là ok thôi. Rồi, phần này là phần đường rô của nước nóng đục từ bên ngoài cái rô đây. Phan khoán này để xài cái nào cần sợ trẻ con ấy, mình chắc quán này. Đây là cái củ sen này, sen này lạnh nó sẽ nằm bên này, nóng nó nằm bên này. Tại vì cái này nó vừa quá nhưng mà dưới bên này. Đây là dây sen này, xài cái dây cũng xài cái cục này vào đây luôn. Đây là cái đường vòi chén nha mọi người, thông từ ngoài này xuống đây.
từ đây vào đây, đi vào cái bó trái. Giờ bó trái này nó bắt đầu sẽ có nóng lạnh mọi người. Ngày xưa nó chỉ có một bên lạnh thôi, giờ sẽ có nóng lạnh. Đâu ngay đây luôn. Phần này là cái phần cuối cùng nha mọi người. Đây, phần trên đây là phần trên máy nha mọi người. Từ trên này xuống sẽ tầm khoảng 7 mét. Tương đương khoảng 6 mét rưỡi 7 mét nha mọi người. Đó, cũng người sẽ kéo thẳng từ phần đó xuống tới đây. Chích hai đường, một đường về bên kia và một đường về đây là xong. Đó. Xong. Xong hết cái phần ống củ sen, cái vị vỏ chén. Đó, giờ mình sẽ mở cái bàn nước vào đây. Đây là cái phần ốc đáy nha mọi người. Thì thường thường khi lắp xong rồi chúng ta lên siết chặt lại. Nếu không siết chặt thì sau này cái bình nó sẽ bị cúi xuống. Và khi nó cúi xuống ấy, thì sau này chẳng hạn như mọi người mà xài theo thời gian lâu năm ấy, mọi người muốn vệ sinh hay là mọi người muốn tháo hay làm gì đó, nó sẽ cúi xuống rất là khó, không thể đút ống ra được. Hệ bình minh này là hệ bình minh dạng cao cấp nha mọi người, xài ti liền hết luôn. Tức là ba cái phần đây, một phần cấp, hai phần ra, đó là tất cả ti đã đúc từ lõi bên trong ra ngoài luôn nha mọi người, chứ không xài cái dạng ron như thông thường. Đó. Bình thường có cái loại bình minh bình thường mọi người đang lắp ấy, là bình minh đó là nó chỉ có dạng ron rút ra rút vô thôi. Giờ mình sẽ xuống mình sẽ kiểm tra cái bấm nước cuối cùng ở dưới nhà nữa là xong. Không cần phải nhìn công ty đâu. Bên nào nóng? Trái nóng. À, trái nóng à? Phải lăn. Đó, nước máy thì nó này, này trực tiếp à? Ừ. Hiện tại thì nó không còn nóng nhưng mà nó ra nước rồi nhưng không nóng. Tại vì nắp vào tầm buổi xế chiều nên là nó sẽ không được nóng. Sáng mai bắt đầu trở đi nó sẽ nóng trở lại nha mọi người.